Ok, hello anh em. Thì danh thủ nghỉ trưa thì vẫn chơi game thử anh tí. Tôi mới thấy con game này trên Steam. Họ mới gửi email về thông báo thôi. Thì trưa nay thứ bảy nhưng mà thứ bảy không phải làm việc nên danh thủ chơi thử tí. Lựa game nào nhẹ nhàng. Thì đây, con game mà mới nhận được thông báo wishlist trên Steam. Thì họ đã gửi về cho tôi rồi đây. Game này thì khá ít lượt follow luôn. Thì nó cũng đến từ một nhà phát hành thường xuyên là làm ra các con game miễn phí trên Steam. Tất cả các game của họ đều là miễn phí hết, họ làm rất nhiều luôn. Có thể đây là một công ty về studio về làm game nào đó chẳng hạn. Thì mỗi lần anh em đưa con game mà lên Steam là anh em tốn 100 đô á, chứ không phải ít đâu. Thì tới giờ họ đã đưa lên đây gần cả 100 game rồi, tính ra là cả 10.000 đô đó mà không có lợi nhuận gì hết. Thì có thể đây một studio chuyên về cái mảng làm game hoặc animation hoặc là cái gì đó thôi. Thì có thể đây cũng là dự án của những học viên đã được lựa chọn và đưa lên. Thì tôi đoán gì đó, tôi không biết nữa. Thì xem qua thử một phút trailer của game. Game này có tên là Familia gì nè, trận chiến mê cung. Thể loại là auto battle, chiến thuật, hành động. Tiếng con cừu nó kêu rồi. Mình đang cầm cái đuốc đi vào với ba lọ thuốc trên người. Cái này tôi nghĩ là chọn giao tơ trái phải tiến đường đi. Triệu hồi quái thú à? Đánh nhau thì nó tự động đánh thôi. Đồ họa thì tôi nghĩ theo cái thiên hướng vẽ tay rất là nhiều luôn. Âm nhạc thì rất là đơn giản nha, ngoài cái hiệu ứng với mà mấy tiếng nền đơn giản thì không có gì mới mẻ đâu. Nhìn chung đây là một sản phẩm mà dạng như của sinh viên hay là học viên gì đưa lên thôi. Thì game chỉ có 10 lượt follow thì cũng chưa có ai chơi lúc nãy giờ nên tôi sẽ vào chơi luôn. Game cũng mới vừa ra mắt vài phút trước thôi. Game này được viết bằng Unity à? Full màn hình luôn nè. Game mà chỉ có nút để tôi lock FPS về từ 144 này lock xuống nhé. Màn này có 60 thôi. Rồi, ok. Game này không có option gì hết, chỉ có nút bắt đầu ra đít. Từ giữa ra đít thôi. Đi ghi fan nè. Học viện công nghệ gì đó thì cũng là rất nhiều người làm nha. San Juan này, Mickey nè, không phải là một, tôi cứ nghĩ là một studio nhỏ nhưng mà họ cũng làm rất là nhiều đó, rất là chuyên nghiệp luôn. Chả bù vô game của tôi. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Mình bấm rồi hả? À không, mình có cái lọ thuốc gì nè. Thì tôi tắt FPS đi, game này chắc là FPS nó đủ rồi. Gì đây, gì đây, mình sẽ bấm lựa chọn một cái đồng minh của mình. Đây là con mèo á. Giữ vào cái này để bắt đầu tấn công. À, con mèo này của mình, con rắn của nó. Chạy mèo ơi. Kiểu này là nó chết là mình cũng mất hơn 2 phần 3 máu. Gần 2 phần 3 máu. Chiến thắng. Thì các đơn vị của bạn sẽ chiến đấu tự động. Chiến thắng rồi đó. Tiếp. Game đơn giản vậy thôi. Thì bên đây là cái gì ta? Hình như mình bắt được con rắn nè. Thì nó có màu xanh lá, tôi vẫn chưa hiểu màu xanh lá đó là cái gì. Thì màu vàng, màu đỏ. Coi thử hai màu mới đây. Mình có một con mèo và một con chim.
Con chim thì màu vàng, màu vàng tôi nghĩ là nó thuộc hệ công, màu xanh lá là hệ phép, còn màu đỏ này là hệ phủ. Rồi, chơi nó. Màu vàng dạng như AD á. Chết thì sao ta? Rồi, con mà đại điểu của mình chết là gà dịch vậy. Vẫn có hai con vậy. Bên này có một con phép tôi nghĩ là khó đánh. Rồi, đánh con mình phải đây. Thì mình vẫn có hai con này thôi. Thôi xong rồi. Đáng lý là phải để con vịt này bên phải. Rồi ok, tương đối hiểu. Giờ mình mở được cái gì nữa không? Mất một máu à. Ủa nó khác đi nè. Hai thằng đâm bằng nhau á. Rồi mình có chí mạng. Hên. Có được con nào mới không? Được con mới nè. Đây, đánh con này đi. Sắp xếp sao là để mình gạt được hai con phép trước. Con kiếm sĩ thì nó nốt rồi. Đây, kiếm sĩ đây. Con cua này tôi nghĩ nó hệ tăng á. Chơi đó tăng thì nó đỡ được cái con đam này nên rất là ngon luôn. Cái nấm gì đây? Game này nó đơn giản vậy thôi, nhìn dạng hài hài á. Muốn mà phát triển có chiều sâu nữa thì vẫn được, tùy vào dev họ muốn làm thêm nhiều không. Thì tôi được cái nấm gì đó nó có tác dụng không ta, thì không bấm đâu được cả. Hai con kiếm một con phép, thấy đánh ở bên này dễ hơn. Con này tăng, con này phép. Rồi con tăng này ở bển nằm bển đi. Chip đẹp là mình không mất thêm, không mất con nào luôn. Đơn giản. Ừ, cái nấm tác dụng như đó. Ba con hay công. Như vậy thì đưa một con tăng, một con công. Ba con ở gần gần nhau nha, đừng cách xa quá. Chết rồi. Một bên đó đây. Mèo ở giữa. Rồi win này. Bên đây solo thắng luôn.
chia boss ra vậy? 3 4 5 6 7. Rồi, thế nào? Rồi chúng ta đã phá đảo lần 1 rồi. Thì mình chỉ có ba con bên trái thôi. Nhưng mà sao chọn được ta? Nói chung là ba đấu ba thôi. Thử lại lần nữa nghỉ. Ủa giờ con cua đi trước chứ không phải con mèo á. Đánh lại nó không vậy? Ừ không, con của mình giàu lắm. Nó đánh mình có 4 đam mà đánh nhanh gấp đôi. Chí mạng nó là x3 đó. Hai con tăng, một con tăng, một kiếm. Đánh hai con tăng thì dễ hơn. Tại mình có một con đâm phép rồi nè. Tôi nghĩ phép đánh vô mấy con tăng nó hiệu quả hơn. Chơi thôi. Mình đánh nó nổ đam dữ vậy ta. Con mèo dạng như là AD Kagi á. AD AB đường giữa. Cái này đường trên. Cố gắng giữ máu rồi, không mất máu gì nữa. Hai con phép đánh bên này dễ hơn. Rồi hai con đứng kế bên luôn. Con này chết trước mình quyên. Đỡ được một đòn. Đỡ được hai đòn, quyên lại. Cái gì đây? Đánh bên này nó dễ hơn. Tôi vẫn nghĩ cái con cầm kiếm là con yếu nhất trong đội hình luôn. Nếu cái vị trí nó không đẹp. Dẻo con mèo nữa rồi. Bò tới không đó. Tôi không nghĩ con mèo mới đánh hụt cái con này hết đấy. Cố lên phát nữa. Đó. Hơi sai lầm tí. Game này thì đầu tiên là cái màn hình chờ, cái màn hình loading á. Nên để cái hình đều đẹp hơn. Thay vì để tờ giấy với mặt bàn như vậy. Có thể để cái phong cảnh như rừng núi vậy đó. Nó không tốn bao nhiêu dùng lượng cho nó. Thì cái bản mà chiến thắng you win you lost chứ mà continue á thì nằm bé bé thôi, khoảng 1/4 màn hình thôi, không cần chiếm nữa màn hình gì đâu. Còn mấy cái đơn vị trên đây thì nó làm hơi màu mè hoa láo á. Thì mấy cái này thay vì để mấy cái bình thuốc thì để thêm cái icon con quái ở cái bên đó nhìn cho dễ. Tương tự nữa, cái này là không cũng lên cũng xuống được đâu, không biết đã đi được bao nhiêu chặng được. Thì muốn phát triển thêm thì cứ đầu tư mấy con quái nhiều vô, trang bị đồ nhiều vô, số lượng đồ đông đông lên tí. Đánh nhau thì auto battle luôn, là cái dòng game rất là thú vị đó. Thì game này tương lai có chiều sâu nếu như nhà phát hành muốn tiếp tục phát triển. Hai con phép, một con tăng.
Rồi con phép đứng ở góc là hơi bị khó nha. Trận này khó. Để nó gần cái con này thôi, giết con này trước. Xong có thể quay qua con này cuối cùng. Nhưng mà quãng đường như vậy nó đi thì hơi bị xa. Cũng không sao. Chết rồi, nó đánh này trước rồi. Tôi sai rồi. Sao nó quay mặt bên phải rồi. Hối hận quá, làm lại. Mất một máu rồi. Cái đầu lâu nó gớt rồi. Du lót làm cái mà cái chữ du lót này cũng màu mèo ha. Rồi nãy là cái này phải không, làm lại thôi. Rồi, ok. Tính xa dữ vậy đó hả? Đứng về đây đánh được tới đây không? Sau này có thể là bui lên nhiều quân hơn, như khoảng một chục quân vậy. Mười mấy quân thì có ba con một hệ, nó sẽ cộng dồn cái chỉ số, dạng như ba tăng thì nó tăng thêm 30% phòng thủ chẳng hạn, như ba phép thì tăng sát thương phép theo, ba kiếm thì tăng tốc độ đánh hay tỷ lệ giết, tỷ lệ chí mạng như đó. Sau này bui cái đó rất là thú vị luôn. Chơi thử ba con phép nè. Ba phép này hơi khó anh tí. Rồi hai con này gần nhau dễ rồi. Dễ rồi đấy. Tôi vẫn chưa hiểu mấy cái item lâu lâu nó hiện ra là cái tác dụng gì. Rồi, vô đây, mọc ra 7 con mắt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình sao ra 7 con ta? Ý là nhà phát hành nói mình là một con đó. Có được cái tiền cái gì mới sò. Play again là chơi lại thôi. Rồi chúng ta có coi như là phá đảo game 2 lần rồi đó. Đây là những tác phẩm của họ, những người làm lên con game này. Tên là Codfast, Codfast Game hả? Rồi, con này gọi là cái gì? Con dê cá hả? Cá dê vậy. Một con game rất là thú vị, đơn giản nhanh chóng còn rẻ. Đây không biết vô đánh giá được chưa. Cái vô lại rồi. Nhu cộng nha. Rồi ok. Mười đánh giá thì sao tim mới buông lụa con này ra. Nhưng mà game thì là lượng hơi ngắn tí. Nói chung là giải trí thư giãn đơn giản.
Thì tương lai muốn phát triển thì mình chỉ cần nhân bản mấy số lượng mấy con quái thú ra. Thực ra thì animation mấy con thú không cần nhiều đâu, thậm chí làm bức tượng gỗ cũng được nữa, dạng bàn cờ đó. Chủ yếu là cái đường đạn đạo nó đẹp và có tính logic thôi. Như hồi nãy con mèo tôi nó đánh hụt mấy lần á, khi con quái di chuyển. Cái nữa là khi mà có nhiều con quái với nhau á, thì nên kết hợp các lát lại với nhau. Như ba lát mà phép này nè, kết hợp với nhau thì có thể là tăng cái tầm đánh chẳng hạn. Tăng tầm đánh hay là xuyên kháng phép hay gì đó. Ngoài ra thì mình có thể lắp mấy trang bị vô mấy con thú này, như mấy dòng game auto battle khác thôi. Ngoài ra thì xây thêm một cái bay nữa. Cái bay đó thì mình xây mấy cái công trình dựng lên, mấy công trình đó thì coi như cộng vô, như tăng mấy con hệ con quái nào ABC rồi chẳng hạn. Thì đấy là nếu nhà phát hành họ muốn tiếp tục phát triển dòng game này thôi. Anh em nhìn đơn giản như vậy chứ thực ra làm game như vậy là không có dễ đâu. Nhất là cái cơ chế auto battle này là nó hơi bị gói gắm á. Lúc trước tôi đã có đọc qua rồi, nó gói gắm không có kém gì mấy dòng game xây dựng cả. Nhất là về sau mà nhiều quái anh em nào không biết tối ưu á, những dev mà không có tâm tối ưu á, nhét một bầy quái vô nó hiển thị là toang luôn. Game này họ đã làm rất tốt, cấu hình gọn nhẹ đơn giản, có đầu tư. Thì đây là một game miễn phí à, quên nói cho anh em, tất nhiên là miễn phí rồi, toàn bộ của nhà phát hành đều miễn phí á, anh em nào thích có thể thử qua. Rồi cảm ơn anh em đã xem, bye bye. Đổi tâm anh làm đi, cho nó không lót đi nè đó. Thật ra nhìn như vậy nó còn xịn hơn cái trong phòng của tôi đó, thì cũng na ná trong phòng tôi thôi, trông rất là cổ kính.